Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính quyền Đắc Ý và nhân cơ hội đã phá các đối tượng phản động. Ngày 16 tháng 1, VOA tiếng Việt có bài Nhiều khả năng ông Nguyễn Phú Trọng chỉ ốm nhẹ. VOA cho hay sự xuất hiện trở lại của ông Trọng vào ngày 15 tháng 1 ngay lập tức đã dập tắt những đồn đoán râm ran trên mạng xã hội về việc ông đã rơi vào hôn mê hay thậm chí là đã qua đời và đang được chuẩn bị hậu sự. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn Facebooker Hoàng Dũng, một trong những người đã đưa tin về việc ông Trọng đã chết và nội bộ đảng Cộng sản đang tìm người kế nhiệm, đã đăng bài xin lỗi vì bị việt vị trên trang cá nhân của mình. Facebooker này viết, nhận được tin Trọng qua đời, mình có kiểm tra chéo, có thẩm định nhưng đã bị cảm xúc chi phối dẫn đến việc tin chắc rằng Trọng đã chết, thực ra chỉ ở mức nhập viện. Xin được nhận lỗi về việc đưa tin sai vừa rồi. Ông Hoàng Dũng thừa nhận khi loan tin về ông Trọng, ông hy vọng vào những xáo trộn mạnh mẽ trong nội bộ của họ. Trong khi đó, VOA dẫn trang Nam Quốc Sơn Hà cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện là cái tát cho những cái miệng độc của bè lũ chống phá và gọi những người loan tin về sức khỏe của ông Trọng là bọn cơ hội chính trị, bọn thoái hóa biến chất, bọn ưng khuyển chống phá cách mạng. Hình ảnh ông Trọng đứng dậy khi được giới thiệu nhưng phải tỳ vào bàn và ông Thưởng trong tư thế sẵn sàng đỡ ông Trọng trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 15 tháng 1. Một lần nữa chúng ta thấy rõ bộ mặt của chúng, trang Nam Quốc Sơn Hà viết. VOA dẫn lời ông Nguyễn Hữu Vinh, blogger Ba Sàm, cho biết trong thời gian ông Trọng biến mất, ông nhận được ba luồng tin khác nhau là ông Trọng qua đời, ông Trọng hôn mê sâu và ông Trọng bị ốm nên nhập viện. Hai cái tin đầu thì đã chứng tỏ là sai. Còn cái tin thứ ba thì cho rằng ông chỉ bị cảm cúm gì đó thôi là đúng. Vì qua hình ảnh trên truyền hình tôi thấy ông Trọng còn hát quốc ca được, ông Vinh nói. Ông ấy chỉ bị ốm nhẹ nhưng vì cẩn trọng nên ông ấy được nhập viện và không tham gia các cuộc gặp quan trọng. Blogger này nhận định. Tuy nhiên ông cũng cho rằng chắc chắn ông Trọng yếu hơn trước do mới bệnh dậy. Ông Vinh cho rằng việc ông Trọng có mặt tại phiên khai mạc một kỳ họp quốc hội là cần thiết và cũng để đánh tan dư luận. Theo phân tích của ông, thì bộ máy tuyên truyền của chính quyền Việt Nam đã được Đắc Ý và nhân cơ hội này đã phá các thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Họ muốn cảnh báo dư luận mạng xã hội và vỉa hè đừng có đồn đoán lung tung, đừng có bịa đặt làm hoang mang dư luận mà hãy chờ thông tin chính thức của nhà nước. Hình ảnh được cho là ông Vương Đình Huệ và ông Phan Văn Giang đến thăm ông Trọng tại Viện 108 đang lan tràn trên mạng xã hội. Ông Vinh cho rằng, giả sử ông Trọng qua đời hay nằm liệt giường thì Việt Nam sẽ rơi vào khoảng trống quyền lực, kết hoạt cuộc đua tìm người chấp chính, hoàn cảnh rất nhạy cảm phù hợp với mong muốn của nhiều người loan tin đồn, ông nói. Blogger Ba Sàm nhận xét, nếu như hết sức giữ gìn, hạn chế những hoạt động xuất hiện hay đi lại thì có thể ông ấy giữ được sức khỏe để cầm cự đến Đại hội Đảng. Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào đầu năm 2026. Ông Vinh cũng đánh giá hai cuộc tiếp xúc vừa rồi của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 9 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023. Quá dồn dập, không tốt cho ông Trọng. Người đã từng bị tai biến thì rất dễ bị lại, mà bị lại thì sẽ rất nặng, ông Vinh cảnh báo. Về việc chuẩn bị kế hoạch B cho trường hợp sức khỏe của ông Trọng xấu đi, ông Vinh nói họ có kế hoạch dự phòng nhưng khó mà vừa ý ông Trọng. Có lẽ người ông tương đối tin tưởng thì vẫn còn non, không đủ uy tín và không quyết tâm làm tới cùng công cuộc đốt lò này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Chính quyền Đắc Ý và nhân cơ hội đã phá các đối tượng phản động. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện, xóa tan lời đồn. Ngày 15 tháng 1, VOA tiếng Việt cho hay, ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện tại Quốc hội trông yếu hơn. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau nhiều lần vắng bóng đã xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 2024. Hình ảnh trực tiếp của các kênh truyền hình trong nước cho thấy. VOA cho biết ông Trọng 79 tuổi đã không xuất hiện trong suốt 3 tuần lễ qua và bỏ qua các sự kiện tiếp quốc khách mà lẽ ra ông phải có mặt như tiếp Thủ tướng Lào Sonsay Sifadon và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, làm dấy lên những đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông. Hình ảnh bản tin trên VOA.
Theo VOA, hình ảnh trên bản tin thời sự 9 giờ sáng ngày 15 tháng 1 của Đài truyền hình Việt Nam, tức VTV, cho thấy trước giờ khai mạc kỳ họp, ông Trọng đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm tay đi giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Việt Nam như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Trước đó, cũng trên hình ảnh của VTV, ông Trọng vẫn được ông Huệ nắm tay và lần lượt đi bắt tay ông Thưởng và ông Chính. Vẫn theo VOA, trong hình ảnh truyền hình trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp trên kênh Quốc hội TV, ông Trọng được nhìn thấy ngồi ở hàng ghế đầu cạnh ông Thưởng. Khi quốc ca được cử hành, ông Trọng được nhìn thấy đứng lên cùng cả hội trường và bản thân ông cũng cất tiếng hát quốc ca. Tuy nhiên, cũng hình ảnh trực tiếp cho thấy dường như ông Trọng phải đứng tì vào bàn. Hình ảnh chụp màn hình buổi tường thuật trực tiếp của Quốc hội TV vào lúc 8 giờ 02 phút ngày 15 tháng 1 cho thấy ông Trọng đứng lên một cách khó nhọc khi được xướng tên. Khi được giới thiệu, ông Trọng dường như đứng lên một cách khó nhọc với hai tay ghi chặt vào bàn để nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của các đại biểu Quốc hội. Ông Thưởng ngồi sát bên dường như có ý muốn đỡ ông Trọng đứng dậy. VOA nhận xét, hình ảnh này trái ngược với hình ảnh cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, người lớn tuổi hơn ông Trọng, hay cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Khi được xướng tên, cả hai ông đều đứng lên rất vững vàng và xoay người để chào các đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, VOA đánh giá sự xuất hiện của ông Trọng đã xóa tan những đồn đoán hay nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông Trọng. Trước đó lan tràn trên mạng xã hội, thậm chí có trang mạng còn loan tin về việc chuẩn bị hậu sự cho ông Trọng. VOA cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông Trọng đột ngột biến mất trước công chúng. Hồi tháng 4 năm 2019, ông Trọng cũng mất tích sau chuyến kinh lý đến tỉnh Kiên Giang, quê nhà của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông bị đồn là bị đột quỵ và một tháng sau ông mới xuất hiện trở lại. Hình ảnh chụp màn hình ông Trọng đi vào hội trường Quốc hội giữa những dàn lãnh đạo cao cấp của Việt Nam như Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai. Sau lần đó, ông Trọng không còn tham gia các hoạt động nghi lễ chung cùng với các lãnh đạo Việt Nam như vào lăng viếng cố chủ tịch Hồ Chí Minh hay đặt vòng hoa viếng tượng đài liệt sĩ trên đường Bắc Sơn theo thông lệ vào trước phiên khai mạc mỗi kỳ họp quốc hội. Trước ông Trọng, các nghi lễ như thế này đều có sự tham gia của Tổng Bí thư. VOA nhắc lại, trong buổi tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam tại phủ chủ tịch trong chuyến thăm cấp nhà nước hôm 10 tháng 9 năm 2023, ông Trọng còn được nhìn thấy nắm tay vịn cầu thang khi bước lên lễ đài cùng với ông Biden. VOA cho rằng ông Trọng là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam trong hàng chục năm qua, kể từ thời cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ông hiện nắm quyền Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 kể từ năm 2011, trong khi các Tổng Bí thư trước ông, từ sau ông Lê Duẩn đều không ai nắm quá 2 nhiệm kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện, xóa tan lời đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d